chào mừng nào quay trở lại kênh của mình để tiếp tục với cái series tán gỗ ngày chủ nhật và thực chất đây là một cái clip được làm từ tối hôm trước tối hôm thứ bảy bởi vì trong tháng này rất là bận do đó thì mình cũng không nghỉ ngày nào chủ nhật vẫn phải đi làm nên mình đã làm trước cái clip này và đến chủ nhật thì post chúng ta sẽ đến với chủ đề đầu tiên à, thứ bảy tới sẽ là sự kiện vòng quay s cộng rồi rất là nhiều bạn đang à, hóng để lấy được một con s cộng mà mình thích đó chính là Masadao. Masadao sẽ xuất hiện ở trong cái sự kiện vòng quay và s cộng à, phụ có thể gọi là Admin thích cho con nào thì cho Đó là Victini đi kèm với cả Masadao lần này Thì uh, phần phần đầu tiên của trong clip này Thì mình sẽ phân tích về 2S+, sẽ có trong cái sự kiện vòng quay đó Như các bạn đã thấy đó là Masadao của mình Bây giờ đang là bậc uh, xanh uh, Mình đã reset hết rồi Và cũng đã đầu tư cho nó hẳn Đó là cái bảo vật vàng của nó Tuy nhiên trong cái thời kỳ bây giờ Đó là cái team uh, nước đang rất là thịnh hành rồi Rất là mạnh Và Masadao lại chưa có nguồn cái team đi cùng với nó này Và kèm theo nữa Hiện tại bây giờ Ờ... Uh, Tim thép vừa mới xuất hiện thêm Magena thì Song Galeo được mạnh mẽ hơn, nhưng mà mình phải nói thật đó là Song Galeo đang bị uh, theo kiểu lỗi ấy. nó cực kỳ là trâu luôn đấy Cho nên nó rất là khó chết. Vậy nên là lúc này vẫn đổi anh Tim thép chưa thực sự là hoàn chỉnh về Song Leo này. Cái Mad này um, các bạn có nhớ đó là cái lúc bắt đầu xuất hiện trong sự kiện đấu giá ấy, mình đã cố gắng lấy được này. Xong bắt đầu là nâng nó lên 8 này, nâng lên 11 này, đầu tư bảo vật vàng này, up lên uh, cao hơn cả Diamond QO này để test này theo kiểu đam mê ấy. nhưng mà đến thời điểm này thì đam mê thì nó đã kiểu giống như là chán mất rồi để phải chuyển qua đó là theo kiểu hướng tim nước lúc đầu tiên như các bạn thấy đó là mình có nâng Asken ra lên 11 sao đâu nhưng bây giờ vẫn lại chạy theo cái số đông rồi bởi vì muốn mạnh bây giờ cứ phải chạy theo meta thôi cho do, do đó thì Asken ra Raymond Kyo đang là một bộ đôi gọi lẽ là rất là hot ở thời điểm này lúc này thì lại kèm thêm đó là uh, cặp đôi mới Margena uh, Magena với cả Songa Leo cũng rất là tốt này vậy nên là Masada đợt này tự nhiên rất là khó để sử dụng luôn Kiểu như bạn, bây giờ bạn lấy Masadao nhé, thì đến tận uh, 1 bit, 2 bit, hai uh, mùa nữa thì uh, S+, -cộng để bổ trợ dành cho Masadao với cả tạo ra một cái thời kỳ của team A, đó chính là Luala thì mới xuất hiện cơ. Vậy nên lúc này bạn lấy Masadao, bạn đang lên 11 sao ở những cái server mới mà trong khi chưa có Diamond Kyo hay là những S+, -cộng, uh, mạnh mẽ kia chẳng hạn này, như là Sogan Magena đi cùng này, thì bạn vẫn có thể là sử dụng tốt được. Tuy nhiên chờ đợi trong khoảng một, uh, một hai tháng nữa cơ thì bắt đầu Duala xuất hiện thời kỳ team ma mới có thì coi như là Masada mình cũng sẽ phải nâng lại nên thôi bởi vì lúc đầu tiên mình đang có dự tính đó là chơi cái team uh, ma sẽ phải kẹp thêm cả Songa Leo này nhưng mà nó bị hỏng hết sạch rồi bởi vì Songa Leo nó bị cái lượt bắt đầu ra bây giờ là hơn một tháng rồi vẫn chưa fix lỗi nó được do đó thì cũng rất là nản và không muốn uh, sử dụng theo kiểu như, như, vậy nữa nhưng mà đến khi Luana xuất hiện thì kiểu gì mình cũng sẽ nâng lại Masada để đi theo tim ma thôi mình đang có sẵn đó chính là Giatina rồi vậy nên với Masada lúc này nếu bạn mà đam mê theo hướng team ma hay là có dự định đó là thích con này thì mình lấy thôi chứ còn đâu thì mình vẫn không khuyến khích đó là các bạn sẽ lấy Masada lần này còn nếu ở trong server mới nếu các bạn lấy Masada nâng lên 8 sao thôi nó cũng là một con cực kỳ bá rồi có thể là cân với cái dàn bậc S với S cộng ở thời điểm hiện tại bây giờ còn Victini thực ra đợt này là cái S cộng đi kèm thôi mà thường thường S cộng đi kèm mà không phải là Celebi hay Sonia thì cũng rất rất là kém hot chủ yếu là bạn nào mà chưa có thì lấy để sưu tầm còn Victini chủ yếu lúc này chắc là để chỉ để làm phôi cho bạn nào mà lên Raymond Gordon này hoặc không thì là bạn nào đam đam mê tim lửa với Victini thì hồi lúc bắt đầu mình cũng lấy đấy 4 sao đi cặp với Raymond Gordon nhưng bây giờ Raymond Gordon thì cũng chẳng có cái chỗ để gọi là như là để thể hiện được nhiều nữa nước này thép này các kiểu này Raymond Gordon bắn ra ngoài hết rồi ngay, ngay cả Mega Rayquaza nữa vậy nên là mới lúc này Victini nếu bạn lấy để sưu tầm thì chắc là lấy sưu tầm thôi chứ còn đâu để đi cùng để kẹp một Gaudon bây giờ hoặc là chơi team lửa thì so với cả những cái team khác thì nó vẫn sẽ bị kém hơn rồi cho nên các bạn nên cân nhắc còn nếu mà ở server mới tinh việc các bạn lấy được một con Victini này nhá nó đánh ké cũng sẽ rất là hay luôn đấy còn thêm cả Marcelo nữa cũng sẽ rất là tuyệt vời nói chung là bây giờ chỉ tốt ở trong server mới thôi chứ còn đâu ở server cũ bây giờ khi toàn những con mạnh như thế này rồi các bạn lấy hai con này với chỉ 4 sao thôi thì chẳng có lợi ích gì luôn ở trong team còn nếu mà nâng lên 8 sao thì Victini chỉ chủ yếu đi cùng với cả team lửa còn Masadao bây giờ 8 sao nó cũng sát thương gây ra cũng chẳng phải là quá cao so với cả những cái team nước kia 11 sao thì còn có cái tốt đấy nhưng mà cái khả năng sinh tồn của nó không thể chịu được được bây giờ và cái sự kiện vòng quay đợt này ấy, thì có lẽ sẽ trùng với cả cái sự kiện Noel đấy có khi là có thêm một số cái sự kiện khác đi kèm chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ có được cái số lượng kim cương hay là cái sự kiện tiêu chẳng hạn thì các bạn sẽ lấy được S cộng với giá rẻ hơn còn Masadao vẫn chỉ để dành cho những bạn nào đam mê team ma thôi, chứ còn xác định về sau nó cũng sẽ khó kết hợp với cả những team khác. Còn, vậy nên là nếu bạn mà chơi theo đam mê, ok. Còn nếu mà chơi theo kiểu mà đi theo meta thịnh hành thì chúng ta sẽ hướng tới những cái team khác. Và team đó chính là cái team tiên đất đá rồi. À, với bạn mà bây giờ mới bắt đầu chơi game này hay là đang có định hướng không chưa lên được nổi con Raven kio chẳng hạn. Thực ra lên Raven kio mình công nhận là dễ thật. Nếu ở trong sự kiện máy Gachapon thì bạn có sẵn một con nhá. Xong rồi đợt vừa rồi lại có à đây, đợt vừa rồi trong cái gói ưu đãi này nó lại bán thêm đó là cái à Flash Sale hôm vừa rồi ấy, đó là bán của con Pakia về giá 50.000 thôi. Thì cứ một tháng các bạn lấy 20.000 kim cương ra các bạn có thể là mua được mảnh của kio này mảnh của pankia này là coi như hai phôi nước rồi còn đâu nếu bạn mà muốn mua cái phôi thường theo kiểu rẻ hơn thì các bạn có thể mua cái mảnh thức tỉnh zslt này cũng ok này bởi vì mảnh thức tỉnh zslt này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để up vào đây nó có thể thay thế được trong mảnh bất kỳ mảnh, mảnh s cộng nào cả mà trong khi các bạn có thể mua trong cái sự kiện kajapon đó nó cũng sẽ rẻ hơn vậy nên lên một s ở trong bản việt này phải nói là quá đơn giản còn với Mega TNC sẽ là S tiếp theo Nói chung S nào mới ra thì bao giờ nó cũng sẽ có cái sự khác biệt với cả nổi trội hơn rất là nhiều Và Raymond Kyo thời kỳ tim nước sẽ phải nhường chỗ cho cái team tiến đất đá của Mega TNC thôi Mega TNC một con hỗ trợ nhưng mà cái khả năng tấn công của nó chém của nó phải nói là nhiều lúc ảo cực kỳ luôn Bay cả team luôn đấy nếu các bạn nuôi tốt và Mega TNC và lúc lúc này thì đang có kiểu như cái sự kiện máy ca carbon này và mỗi tháng lên kiểu gì cũng sẽ có các bạn hoàn toàn có thể tận dụng bắt đầu từ bây giờ để có thể hướng tới những team mà theo kiểu mà tương lai đi theo meta thịnh hành thì kiểu dạy như các bạn sẽ cảm thấy an toàn đầu tư vào nó cũng sẽ đỡ hơn chứ còn chơi theo đam mê đầu tư nhiều cơ thì mới còn có thể có ích nhưng mà đi được một khoảng thời gian lại không thể bằng được những con s hoặc là những con s cộng theo kiểu mà nó tốt theo kiểu hỗ trợ hơn vậy nên là chúng ta nên cân nhắc nếu mà không có thể đầu tư được thì đừng chơi theo đam mê hoặc là nếu mà đã đam mê không, không cần theo kiểu đi theo meta thì vẫn cứ chơi theo cách bình thường và đợt này ở đây lúc nào thì cũng sẽ có mảnh của TNC trong này rồi Các bạn hoàn toàn có thể mua nó với giá 10.000 kim cương 10.000 kim cương xong rồi là các bạn lại còn uh, sự kiện hoàn trả kim cương nữa 10.000 là các bạn đã có được thêm 40 mảnh S cộng ở đây nữa rồi Coi như là hoàn toàn các bạn có thể uh, kiếm được mảnh S cộng đơn giản Và giảm hoàn trả lại 10% sau đó là 1.000 Các bạn chỉ mất có 9.000 một tháng thôi là các bạn đã có được uh, rất là nhiều phôi để lên bậc S rồi Cho nên là chúng ta cứ nên hướng đến thế S Nó vừa an toàn lại còn vừa mạnh và để tiếp tục với cả team tiến đất đá tiến đất đá phải nói là bây giờ đang là một cái team gọi là thịnh hành ở bản tiếng anh rồi bản đài thì vẫn tương tự như vậy chỉ khác là có thêm necroma origin vừa mới có thôi nhưng mà tiến đất đá vẫn là một cái team chủ đạo và chơi cực kỳ là lâu dài luôn đấy à, nó cũng theo kiểu mà cũng rất là giống với cả cái team nước này rồi nhưng mà nước nó vẫn bị một cái đó là trong cái khoảng thời gian đó lại bị với cả cái team thép với cả team ma à, nếu mà nuôi tốt nó hành cho chứ còn đâu với tiến đất đá thì đến thời kỳ của Mega Mewtwo cũng phải tốn về khoảng tầm uh, 6 tháng ấy, nửa năm đấy thì lúc đó thì cũng chưa có cái team nào theo kiểu ba bá lắm để có thể là hạ được cái team Mega TNC hoặc là khi mà Mega Mewtwo X xuất hiện xong rồi thì Mega TNC vẫn lại phải có ở trong team nói chung đêm một con S uh, đi cực kỳ là lâu dài lên Z mua lại càng xịn hơn nữa nhưng mà với điều kiện của nó ở phần kỹ năng ở phần bị động của nó uh, khi có bất kỳ hai đội hệ uh, quỷ ở đây chính là hệ tiên nhé hệ đá hệ đất trong team của bạn thì sẽ có được một tảng đá thần tiên lơ lửng trên không trung và đồng thời thì nó sẽ giúp cho đồng đội hệ đấy khi hành động sẽ được hồi máu này xong rồi đồng thời thì mega tiên si cũng chia sẻ 50 phần trăm cái song công của chính nó dành cho những đồng đội đó coi như là một cái sự bổ trợ của mega tiên si dành cho đồng đội đó với cái đá tiên mà bay lơ lửng đấy nó còn giúp cho mega tiên si có được một lần ulti miễn phí nữa cơ vậy nên là cái tác dụng rất là lớn của mega tiên si trong tiên tiết đá là như vậy và bạn sẽ phải cần một con hệ tiên hệ tiên đơn giản cực kỳ luôn ấy. lúc này các bạn đã có sẵn rồi đó chính là Sonia à, đây là một con S cộng theo à, nhỉ S cộng theo kiểu mà quá là đa dụng và rất là đáng để lên 8 sao rồi đi cùng với mọi team à, về sau vẫn còn thể sử dụng tốt được thế nên là Sonia là một thành phần tiên rồi bạn chỉ phải cần thêm một con hệ đất hoặc cái đá nữa thì đang có cái sự kiện diễn ra đó là Zikare rồi này nếu bạn nào bây giờ không đầu tư được con Diamond Gaudon à, có lẽ bây giờ sẽ muộn đấy, bởi vì là nếu bạn mà đầu tư hai con S như vậy cũng sẽ rất là khó mà trong khi Mega TNC nếu theo dự tính theo kiểu mà cứ 6 7 tháng ra một S ấy, thì đến tầm tháng 2 tháng 3 năm sau thôi là sẽ xuất hiện Mega TNC rồi. Bạn có thể đầu tư vào Gigade. À, lúc này có thể lên đầu tư lên 8 sao trước chẳng hạn này. Còn nếu mà các bạn muốn thích hơn nữa, lên hẳn 11 sao thì nó sẽ là một thành phần để đi cùng với cả Mega TNC và lúc đó thì bạn sẽ có một cái team tiết đá gọi là ổn rồi này. Nhưng mà bạn vẫn có thể kết hợp được cái thời kỳ mà chưa có con Shiny Mega Tirai này ấy, thì bạn lúc này thì tiên đất đá nó vẫn chưa phải là một cách hoàn chỉnh đâu nó có dạy như là một bộ ba thôi tiên uh, mega tnc này đất này theo kiểu là của đất là con zigane uh, hoặc là rival gordon và đá đá hoặc là tiên nữa cũng được thì gọi như là kích hoạt đến nội tại của mega tnc ở chính thôi và lúc này thì nó sẽ có dạy như là phải kết hợp thêm với cả team khác lúc này thì chúng ta sẽ có đó là nước rồi nước của rival kio với cả của con argentan lại quá là đẹp luôn này thì bộ đôi đó lại có thể đi cùng với cả mega tnc lại cũng sẽ trở thành hai cái, một cái team theo kiểu nước tiên cũng rất là mạnh luôn bởi vì Askenza nó tấn công tốt mà mà lại có khả năng phòng ngự tốt đến từ của Mega TNC nữa còn một cái kết hợp tiếp theo đợt đấy thì đó là Son Gan Leo team thép nhưng mà team thép nó thật là kết hợp với cả của Mega TNC mình vẫn không đánh giá cao bằng nước còn uh, nếu mà kết hợp với ma ma thì hồi đó kết hợp với thả tiên đi thì mình vẫn thấy nhỉnh uh, kiểu là nhỉnh hơn hoặc là cũng có khi là ngang ngang với cả team nước tiên thế nên là ma hoặc là nước nếu bạn chơi thì có thể kết hợp với tiên của Mega Tiên Si về sau nhưng tuy nhiên sau Mega Tiên Si là xuất hiện đó là Shiny Mega Tiraita rồi thì đây lúc này kiểu là như chuyển sang hẳn đó tiêm tiết đã đá luôn vậy nên là sau Gigade thì các bạn sẽ đập tiếp theo đến con Shiny Mega Tiraita này nữa bốn sao lên 8 sao nữa này là coi như các bạn đã có một cái team gọi chơi cực kỳ là lâu dài này gọi là cực kỳ lâu dài luôn đấy bởi vì những con này toàn những con tốt cả bắt đầu mới chơi này và đi theo những gợi ý của những người chơi khác này thì mình sẽ chọn ngay đó là team tiên đất đá của Mega TNC lúc này đang có cái sự kiện hoàn trả kim cương lấy Zikade thì lấy và đang có cái chịu khó cố gắng đó là lấy thêm TNC 50k chẳng hạn xong bắt đầu đầu tư mua mảnh của nó ấp dần thôi và chờ đợi đến lúc mà Sunny Mega TNC ta xuất hiện nữa lấy trong sự kiện đấu giá là coi như các bạn đã có đủ bộ ba và chờ tiếp theo đó là của con Sunny xuất hiện này quay trở lại này thì sẽ lấy tiếp thì cứ dần dần như vậy thôi các bạn sẽ có được một cái team nó sẽ gọi là ổn và chờ đến thời kỳ mà cổ dạng như là ra xe xuất hiện nữa thì team tiên đất, đá gọi lúc đấy là bá hơn rồi đấy bá hơn cả team giác đấu luôn đấy trừ sau khi cổ dạng như mega màu chú ý xuất hiện thôi thì team tiên đất đá lại bị hạ xuống một tí có cái sự thật là khi các bạn mà chơi theo kiểu đam mê ấy, các bạn đã nâng nó lên 11 sao rồi mà còn đánh mà còn lại bị thua nữa cơ thì lúc đó các bạn sẽ cảm thấy kiểu dạng như là rất là nạt nạn theo kiểu mà Vừa muốn theo kiểu đam mê lại còn vừa muốn mạnh Thì rất là khó Tại vì những con S cộng hay S Ở trong game này nó sẽ có thể là đi được Trong một khoảng thời gian chứ không hẳn là phải đi uh, Lâu dài được Ngay cả khi các bạn đã nuôi quá mạnh rồi Nhưng mà đến thời kỳ sau những con S cộng mới Nó chỉ cần lên 8 sao thôi uh, Kẹp thêm cả bậc S nữa Thì nó cũng đã cầu là giúp cho Trong tim của bạn tốt hơn rất là nhiều Và với việc đó là Cứ con nào mình thích lên 11 sao Thì đến thời điểm bây giờ cái mảnh bạn đang uh, đỏ của mình ấy nó đã gọi như là cạn kiệt rồi bây giờ có một con mới ra cũng không thể lên được lên 11 sao nữa như so Galeo này mới lên 11 này xong rồi bụp phát lại thêm con Asgen vừa rồi lên 11 để còn trụ hạng này xong rồi là trước đó lại mới lên 11 xong bây giờ bỏ xó luôn cho nên là vẫn phải cần đó là một cái sự cân nhắc Trừ phi là bây giờ mình đập đống tiền vào lại để lấy lại được mảnh vật đang đỏ đó thì con nào mình cũng sẽ nâng 11 sao ngay. Askenza đợt này hiện đại phân thân nhưng mà cái sát thương của nó nhìn vẫn yếu yếu kiểu gì. Ấy. Nhưng mà tim thép song leo mình vẫn chờ fix đấy. Bởi vì đây là một con mình thích thật. Thích từ bản tiếng Anh ấy. Bản tiếng Anh thì nhiều người chơi nuôi Songa Leo nhìn nó đánh trả hay là những quả cầu lửa nó nhìn hấp dẫn thật. Cho nên ở bản tiếng Trung ngày trước mình chưa chơi xong đâu về bản Việt này có là coi như là dễ lên đấy thì mình uh, up nó lên ngay lập tức này còn đây Magena như các bạn thấy đây 8 sao uh, đi cùng với cả thêm thép với cả tiên ý, Thì nó có thể tạo ra cái quả cầu như thế này Sinh tồn rất là tốt luôn Còn 4 sao thì thôi Bây giờ những S cộng mới 4 sao Ít con sử dụng được lắm Chứ cho vào team ở, ở những cái server cũ là kiểu gì cũng sẽ bay thôi còn nên 8 sao còn có thực, hầu như là hay có cái kháng tử này. Đây thì trong team này mình cho con Song em làm con tấn công mà ạ. À, mình cho nó ở hàng sau, còn để hàng trước thì sợ mấy anh tấn công không theo kiểu khống chế lắm. Mà để hàng hàng trước lại còn dễ ăn cái quả kiểu dạng như là đây cái quả bẫy bẫy trọng lực của con Magena lắm, cho nên là mình toàn đẩy nó hàng sau nhưng bạn thấy đó là Magina S cộng mới này cái cái khiên của nó nó dày kinh khủng luôn đấy bạn mà không có con tấn công tốt như Askenza chẳng hạn thì con Magina này nó trụ trụ lâu cực thì dần dần phải có thêm một S, một số S cộng mới thì bắt đầu mới có thể trụ lại được đấy chứ còn nếu không thì không không thay đổi phát là coi như tim mình cũng chết luôn thì thỉnh thoảng chủ nhật mình vẫn hay thích làm những cái clip theo kiểu nói lung tung như thế này thôi coi như là có một cái chủ đề Chứ thực ra là lần nào hầu như chủ nhật nào mình cũng hay nói đó là các bạn nên hướng tới tin tiết đất đá s nhiều hơn bởi vì đó là những cái tin theo kiểu mà rất là um, có thể là dễ lên này nhiều bạn nghĩ là vip không khó lên hay là như thế nào đó chẳng hạn nhưng mà mình thấy nếu mà các bạn có thể định đầu ở dạng như là tập trung vào cái hướng S ấy, như là giống như ở trong cái sự cái gachapon mình nói vừa rồi ấy, bạn hoàn toàn có thể lên S được giống như những người chơi mà nạp bởi vì vip 5 mình thấy đợt trước đó là họ có lên được cả hai con S cơ mà còn đâu lên mình Kyo hay là con Mega Mega TNC nó đơn giản hơn nhiều so với cả của con Mega Ray với cả con uh, Diamond Gordon lúc trước bởi vì là nó lại dễ kiếm mảnh nhất là Mega TNC lại có shop bán mảnh của nó nữa cũng rất rất là ok này đây con gan leo mình vừa được bổ lại 3 triệu 6 này Mà cho một quả cầu lửa thành uh, linh hồn cá luôn Thì thực ra là về cái chính sức mạnh thật sự của con so gan leo ấy Thì nó đánh trả cực kỳ ghê luôn Thì với việc đó là có những bản tiếng Anh hay bản tiếng Trung đi trước rồi Họ đã xây dựng theo kiểu một cái team nó thịnh hành ở cái meta và những S cộng nào vừa mới ra mắt chẳng hạn với bản tiếng Anh bây giờ cái team tiến đất đá thuần vẫn là cái team theo kiểu mà nó mạnh mẽ hơn như các bạn thấy đây nếu ví dụ đây hai cái team 13 triệu này chẳng hạn này khi mà đấu với nhau thì kiểu gì cái team tiên đất đá thuần kia nó cũng sẽ giành chiến thắng trước cái team tiên uh, ma nước kia một cách dễ dàng luôn đợt trước hay là rất là nhiều clip theo kiểu mà chỉ còn lại có ba bốn con ở tin tiên đất đá này thôi ví dụ như là Zigare này uh, Sunny ta với Megatianci nó còn đập được hẳn cả cái tim tiên nước như này 13 triệu cơ mà lúc này đây như bạn thấy đây sau khi Mega TNC Signing Mega Tira ta xuất hiện thì uh, team tiết đá thực sự gọi là chiếm hẳn cái meta này luôn và rất là khó có những cái team khác có thể vượt lên được những cái team này cho nên là meta theo kiểu mà vẫn phải chạy theo thôi nếu bạn muốn, còn muốn giữ hạng khó có thể phủ định được đó là cái tầm quan trọng của bậc S rồi với như ở Mega TNC nó đã thảm thay đổi hết tất cả team nào bây giờ không có Mega TNC là coi như là cũng uh, mỏng hơn rất là nhiều luôn hầu như team nào cũng có còn đâu thì team ma uh, những người chơi theo kiểu, kiểu nuôi mạnh vẫn còn có thể có chỗ đứng này giống như những trận đấu mình hay review ấy thì dạng như là chúng ta sẽ cùng có đây này và uh, theo kiểu tiến đất đá này 6 triệu 1 này vẫn có thể thắng được cái team 8 triệu 9 coi như là hơn nhau 2 triệu 8 được chiến rồi này mà team bên này uh, 5 triệu 7 với 5 triệu 7 này lại có sử dụng cả bậc S nữa Stakataka Taka. nói chung là nó cũng sẽ có được cái cái hay của những con dạy như là để cái team tiên đất đá thuần với cả nữa là đi bão cát của Shiny Mega này đây là team ma lại có thể giành được chiến thắng này còn đây là hai team tiên đất đá thuần đây thì tranh nhau một triệu sáu chiến nhưng mà cuối cùng là mẹ bị thua nói chung là tiểu dạy như nhiều lúc nó hên xui trong trận đấu cực kỳ luôn đấy team nước này nước tiên này thì đối việc đây nước tiên thì người chơi này theo kiểu kết hợp như thế này nhiều lúc cái sát thương gây ra của Ash gây ra cực kỳ mạnh luôn đấy hay là cái team ma 7 triệu như này lại bị thua một cái team 7 triệu 2 theo kiểu tiên đất đá xong một kết hợp với cả bộ đôi pháo đài với cả lửa như thế này nữa Ok đấy là một cái clip theo kiểu tán gẫu vui vui ngày chủ nhật thôi Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó cái hình tuyệt kỹ của Necroma trước khi kết thúc cái clip này và chuẩn bị đến tuần sau là có sự kiện giáng sinh rồi mình sẽ chuẩn bị review cái sự kiện giáng sinh thôi